ơi, cậu coi nè, tôi sắp câu được một con cá lớn lắm luôn á. Quá trình bươn, công nhận cậu giỏi thật đó. Quá, kéo nó lên đi. Nè tới bác tôn, ngươi làm gì đó? Ngươi làm gì ở đây vậy hả cái tên kia? Hắn lại tới đây để gây rối nữa đó. Không phải vậy đâu, ta tới để bắt cá vàng thôi mà, thiệt đó, không có phá. Vậy hả? Bắt con cá vàng này đi. Chôn buồn, ta không làm gì hết mà, sao lại đánh ta? Cứu ta, cứu ta, trời đất ơi. Sợ quá, cứu ta. Mấy anh ông ơi, đừng có dí theo em nữa mấy anh ơi. Trời, cứu ta với, cứu ta đi mà. Mấy anh ơi, đừng dí theo em mà. Ông chủ, ngươi là ai mà vô đây vậy? Tôi là tên bạc tôi nè ông chủ ơi. Là cậu sao? Cậu làm cái gì mà ra như vậy? Ông chủ, tất cả là tại thằng nhóc bia đó, nó ném tôi vô cái tổ ong cho nên tôi bị ong chết. Cái gì? Thằng nhóc đó dám cả gan, sao nó làm như vậy với cậu chứ? Ta sẽ không để cho nó yên đâu. Ông chủ ơi, ông nhìn kìa, còn một con ong. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn. Cũng được đó chứ, đây chính là thứ mà ta cần tìm. Ta đang có công trình nghiên cứu về sự sống của các loài động vật, chim chóc và côn trùng. Cái thằng nhóc Vi kia đã dùng mấy con ong này để chọc phá cậu đúng không? Giờ thì ta sẽ dùng chính nó để tiêu diệt thằng nhóc Vi kia và cả bua sát gà này. Cứ chờ xem.